Đúng không ạ? Quan trọng là mình có bao tiền thôi. Rồi. Rồi đây là Audi A4 mới về này. Chưa có cửa hít, ok, đèn full LED. Đấy. Phải nói thiết kế Audi rất đẹp. Xem nào, đây là bản tiêu chuẩn. Có hai cái tùy chọn nữa, một là bản Advanced với bản S-Line. Bản Advanced thì sẽ dùng cái mâm 18. Cái gói trang bị về Advanced và S-Line sẽ cao hơn nhiều. Cảm biến mở trên 4 cửa. Đây mình đi một vòng đi, mình đi một vòng trước khi mình xem kính cách âm cách nhiệt hai lớp hay như thế nào nhá. Thiết kế đẹp nhờ. Phải nói Audi thiết kế nó có cái gì đấy, nó vẫn là rất là tinh tế và thời trang. Đó. Mà này là Audi A4 40 TFSI. Cái phiên bản 40 này là nó dùng cái động cơ 2.0 nhưng mà công suất chỉ có 190 mã lực thôi. Còn bản 45 sẽ là công suất cao hơn là 245 mã lực. Bản 45 sẽ có hai tùy chọn, một là cầu trước, hai là all-wheel drive, dẫn động cả một bánh. Mình lật cái nắp capo đi nhé. Bản này chạy cầu trước nhé các bạn. Nhưng mà với xe Đức ấy, thì họ xử lý cái dẫn động kể cả cầu trước ấy, cũng rất là hay. Nó sẽ khác những chiếc xe mà thấp cấp hơn. Ok. Đó. Hộp số 7 cấp. Máy đẹp. Đó, xe Đức thì không phải nghĩ. Đúng không ạ? Quan trọng là mình có bao tiền thôi. Rồi. Đèn đẹp nhờ. Đèn Audi phải nói rất đẹp. Ok, mình xem nhanh chiếc xe này. Đây. Đây. À, kính một lớp này. Kính một lớp. Nhưng chắc chắn là cái khả năng cách âm của những chiếc xe như thế này cũng rất là tốt. Xe Đức là vậy mà. Mình rất ngưỡng mộ những cái chiếc xe Đức. Bây giờ các bạn xem đây đi. Thành cửa này, có nhôm này. Rồi, nhớ ghế chưa có nhớ vị trí. Đây, vô lăng. Vô lăng đây điều khiển cơ bốn hướng. Rồi. Rồi. Màn hình này chưa phải tùy chọn Virtual Cockpit. Ở các bản cao thì bạn có thể tùy chọn tới loa Bang & Olufsen 19 loa gì đấy. Chọn thoải mái. Audi A4, một trong những mẫu xe có thiết kế cực kỳ thời trang. Màn hình này là tiêu chuẩn nhá, kể cả về độ phân giải này đều là Full HD. Đấy, 1920 hết. Và độ nhạy từ Q3 đến A4 đều vậy hết á. Rất nhạy, rất nét. Có kết nối Apple CarPlay. À, đây có điều chỉnh chế độ lái này. Chế độ tiết kiệm Comfort này, Auto này, Dynamic và cá nhân hóa này. Thì bạn có thể điều chuyển bằng cách chạm vào đây. Hoặc có thể nhấn ở đây cũng được. Đó. Mỗi lần chuyển thì nó sẽ thay màu. Đây các bạn nhìn nhé. Ví dụ rằng Dynamic là xuất hiện cái vạch đường đua này. Đó. Individual thì là riêng này. Rồi xem Comfort như nào lại trắng này. Đó. Xanh này. Rồi, Navigation vân vân. Những cái này thì cũng ấy thôi. Nhưng mà cái cửa gió điều hòa này nó là một dãy này á. Kể nhưng mà nó lại ẩn có một cái lớp, có một cái cửa nhờ. Nó có thể kiểu như trên Audi A8 ấy. Khi nào đề nổ phát nó mở ra thì hơi ẩn vào nhìn nó đẹp. Ốp nhôm thể thao. Điều hòa hai vùng độc lập. Các cái chi tiết rất đẹp. Có tự động ngắt bật động cơ ESP vân vân ở đây. Đấy, drive stick. Một khe cắm USB. Không có tai xi như trên Q3. Tẩu. Rồi sơn vùng này là vùng theo kiểu đàn piano. À cái cần số này mình thích. Cần số này mình rất thích. Đó, đó. Auto hold này. Phanh tay điện tử. Volume. Tất cả nằm trong tầm tay hết. Cần số này cầm đẹp lắm. Wow.
cam này là chỉ có cam lùi, chưa có trang bị cam 360. Đây ạ. Đó, cam lùi thôi. VP thì bạn nhấn vào đây. Ui, cần số yêu thế nhỉ. Đẹp điên luôn ý. À, và khi mà mình chuyển số menu thì mình có thể là xem nào. À đây, chuyển qua đây. À, cộng trừ đây nhá. À, cái này bản này chưa có lệnh chuyển số. Thực ra đây là cái bản tiêu chuẩn, còn các bản cao cấp hơn thì có khá nhiều tùy chọn. Kiểu như là ghế thông hơi này, rồi sưởi sấy này, rồi lẫy chuyển số sau vô lăng và các cái gói cao cấp hơn. Có cruise control, có limit. Ở bản advanced với cả ở bản S-Line là bạn có được cái tùy chọn nữa là cái màn hình 12.3 Virtual Cockpit ở đây. Có navigation rồi đầy đủ các cái thông số. Rồi ambient light. Bản này là bản tiêu chuẩn nhá. Bây giờ mình soi hàng ghế sau xem nào. Vào hàng ghế sau. Xe Đức nó đóng nó giống nhau phết. Có rèm che nắng. Rèm riêng tư. Ok, ốp nhôm thành cửa. Ra có vị trí ngồi đây ạ. Rộng, khoảng rưỡi chân, rộng. Đây là ghế mình chỉnh đúng vị trí lái của mình đấy nhá, không ăn gian gì đâu. Thề luôn, khoảng trống đầu. Ra A4 này cũng có tùy chọn ghế massage cho ghế trước đấy. Bản này lại không có cái bệ tì tay ở đây à? Thế thì mình lại ngồi vào đây. Mình nghĩ là mình nên lựa chọn cái bản Advance sẽ có nhiều cái tùy chọn hơn. Còn nếu mà thích thể thao thì sẽ phải mua cái bản S-Line. Bản S-Line thì đương nhiên rồi, cái giá nó sẽ cao nhất. Nhưng mà tất nhiên là tiền nào thì của đấy thôi. Đúng không ạ? Hình như các cái bản này đều không có đá cốp. Lấy cái chìa khóa ra. Rồi. Có lốp dự phòng, bánh bé. Hàng nhập hết nhá. Cốp rộng. Cốp nói chung là rộng. Thực ra với Audi thì bản này là mình là cốp cơ, còn chưa có cốp điện, cam lùi. Mình nghĩ nếu mà chọn thì mình nên chọn bản Advanced, nó nhiều cái option hơn. Bây giờ đây, mình sang mình xem chiếc Q7 này đi. Q7 là một chiếc xe SUV cũng rất là thành công của Audi. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi một lượt thích và hãy chia sẻ video nhé. Bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ Auto Daily nhé.